quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em xin mời mọi người sẽ cùng em bớt chút thời gian xem một cái video. Hôm nay em muốn chia sẻ với mọi người là một về sản phẩm của hãng Mazda, đó chính là Mazda 3 2020. Trước khi đến với sản phẩm, em xin mời mọi người sẽ cùng em tìm hiểu về sự ra đời của dòng xe này. Mazda 3 được chính thức giới thiệu năm 2003 và cho ra mắt thị trường vào năm 2004, thay thế cho Mazda 323 Family và Protege. Xe nằm trong phân khúc C, mẫu xe 4 cửa hoặc 5 cửa tùy từng phiên bản và đời xe. Xe được sản xuất tại các nước Nhật Bản, Trung Quốc và hiện tại được lắp ráp vào trong nước Việt Nam. Với phiên bản năm 2019, Mazda 3 được trang bị hệ thống công nghệ mới được phát triển của hãng SkyActiv-X, SkyActiv-Z, SkyActiv-T mới nhất. Mỗi động cơ cung cấp cho khả năng kiểm soát tốc độ trong mọi tình huống, hệ thống đánh lửa lén điều khiển bằng tia lửa. Theo thống kê của báo VN Express, Mazda 3 trở thành mẫu xe bán chạy nhất của hãng và trong tháng 1 năm 2019, xe đã bán được 6 triệu chiếc. Và với phiên bản và mẫu xe của Mazda 3 2020 được lắp ráp tại Thaco Việt Nam, sẽ có những thay đổi gì, bứt phá gì? Em xin mời mọi người sẽ cùng em tìm hiểu. Mazda 3 năm 2020 đã có màn ra mắt hoành tráng vào tối mùng 4 tháng 11 năm 2019 tại thủ đô. Sự kiện ra mắt của Mazda 3 thế hệ thứ 7 đã thu hút rất nhiều sự quan tâm từ khách hàng, người Việt lẫn giới truyền thông. Việc Mazda 3 năm 2020 được chào đón nồng nhiệt cũng khá dễ hiểu khi Mazda 3 hiện là mẫu sedan hạng C ăn khách nhất tại Việt Nam. Việc Mazda 3 năm 2020 được chào đón nồng nhiệt cũng khá dễ hiểu khi Mazda 3 hiện là mẫu sedan hạng C ăn khách nhất tại Việt Nam. Giống như trước đây, Mazda 3 năm 2020 sẽ tiếp tục được lắp ráp tại nhà máy Thaco Mazda ở Chu Lai, Việt Nam. Về thông số kỹ thuật của xe là mẫu xe hatchback và sedan 5 cửa được lắp ráp trong nước. Kích thước tổng thể của nó là 4.660 x 1.795 x 1.440, và mẫu sedan, mẫu hatchback của nó là 4.460 x 1.795 x 1.435. Chiều dài cơ sở của nó là 2.725. Động cơ của nó là SkyActiv-Z 1.5 và SkyActiv-Z 2.0. Dung tích của nó là 1.496cc và 1.998cc. Dung tích bình nhiên liệu của nó là 51 lít. Loại nhiên liệu của nó dùng là xăng. Công suất tối đa là 110 đến 153 mã lực. Mô men xoắn cực đại là 146 đến 200. Hộp số tự động 6 cấp. Hệ thống dẫn động cầu trước, treo trước và sau Mark Fenzer. Thanh xoắn, phanh trước sau là dạng má phanh đĩa thông gió hoặc đĩa đặc. Tay lái trợ lực bằng điện. Khoảng sáng gầm xe là 145mm, cỡ mâm xe là 16 inch và 18 inch. Giá xe Mazda 3 năm 2020, bảng giá của nó là với các phiên bản Mazda 3 1.5 lít Deluxe Sedan 719 triệu, Mazda 3 1.5 lít Luxury Sedan 769 triệu, Mazda 3 1.5 lít Premium Sedan 839 triệu, Mazda 3 Style True Luxury 869 triệu, Mazda 3 Sing Luxury Premium 919 triệu. Đấy là với phiên bản sedan. Còn với mẫu hatchback làm hoặc sport, Mazda 3 Sport 1.5 lít Deluxe 759 triệu, Mazda 3 Sport 1.5 lít Luxury 799 triệu, Mazda 3 Sport 1.5 lít Premium 869 triệu, Mazda 3 Sport Sing Luxury 899 triệu, Mazda 3 Sport Single Luxury Premium 939 triệu. Tất cả các giá em vừa nói trên là giá trước bạ, chưa bao gồm thuế và các dịch vụ. Tuy nhiên sẽ có những khuyến mãi và giảm giá trong tháng. Với phiên bản hatchback có 4 màu tùy chọn, bao gồm đỏ, xám, xanh, trắng. Với phiên bản sedan có 3 màu: màu đỏ, màu xám, màu trắng. Về ngoại thất của xe, tại sự kiện ra mắt Mazda 3 Việt Nam cho biết Mazda 3 2020 được ứng dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo mới nhất. Cụ thể,
Thiết kế mới sẽ tập trung vào sự tối giản, mang đến vẻ đẹp thanh lịch, tinh tế cũng như không kém phần thể thao và mạnh mẽ. Mazda 3 Sedan 2020 được trang bị bộ khung gầm với kích thước tổng thể dài rộng lần lượt là 4660 x 1795 x 1440 so với phiên bản tiền nhiệm Mazda 3 năm 2020 dài hơn 200mm và thấp hơn 25mm. Trong khi đó, Mazda Sport 2020 hatchback có kích thước dài rộng cao lần lượt là 4460 x 1795 x 1435 so với phiên bản tiền nhiệm chỉ thấp hơn 30mm. Về phần đầu xe, nâng cấp đắt giá nhất ở phần đầu xe là bộ lưới tản nhiệt có dạng tổ ong sơn đen bóng thay thế cho các lan ngang trên các bản cũ. Bổ sung này sẽ hứa hẹn mang đến cho Mazda 3 năm 2020 những hố như kiểu hổ mọc thêm cánh, bởi chi tiết này đang áp dụng trên Mazda CX-5 và nhận được sự đánh giá rất cao từ phía khách hàng. Cụm đèn pha trước được gọt rũa lại trông thanh mảnh cho ánh nhìn sắc sảo hơn trước. Bên trong cụm đèn pha full LED đa dạng các chức năng tự động như bật tắt tự động, cân bằng góc chiếu, tự động mở góc chiếu khi đánh lái và tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa. Đi kèm là giải đèn LED ban ngày và dạng vòng tròn khuyết. Những khách hàng Việt Nam có ý định mua xe Mazda 3 năm 2020 cấu hình sedan sẽ rất may mắn, bởi Taco Trường Hải đã bổ sung thêm hai giải đèn LED định vị hình chữ L ngược ở cản trước, khác với thiết kế nguyên bản từ thị trường Malaysia hoặc Thái Lan. Về phần thân xe, nhìn từ bên hông kiểu dáng Mazda 3 2020 đẹp hơn hẳn nhờ chiều dài được kéo thêm 190mm. Một điểm cộng nữa dành cho phần thân là trục B đã được sơn đen bóng thay thế cho dạng đen mờ, mang đến cái nhìn sang trọng hơn. Cả hai biến thể sedan và hatchback đều có hai tùy chọn đa răng bao gồm 16 inch và 18 inch. Tuy nhiên, bộ mâm bản sedan có cấu trúc đa chấu, trong khi đó bản hatchback có kiểu dáng 5 chấu kép hình chữ V, sơn màu xám cho cái nhìn thể thao hơn. Mazda 3 năm 2020 được trang bị cặp gương chiếu hậu có chức năng cập chỉnh điện chống chói tự động, nhớ vị trí và tích hợp đèn xi nhan báo rẽ. Về phần đuôi xe, bổ sung đắt giá nhất ở phần đuôi xe ở bản sedan là cụm ống xả kép được mạ chrome sáng bóng có kiểu dáng khá giống như những chiếc xe Mercedes. Trong khi đó, bản hatchback lại được bổ sung ống xả kép hình tròn kết hợp với phần ốp sơn đen bóng, đậm chất thể thao đúng với tên gọi Sport. Cụm đèn hậu mới trông thanh mảnh hơn, bên trong là hai giải đèn LED vòng tròn khuyết tương tự như phía trước. Nội thất của Mazda 3 được người tiêu dùng đánh giá là sang trọng và rộng rãi hơn. Màu trắng có nghĩa là tông màu chủ đạo cho khoang cabin Mazda 3 2020 bản sedan, nhằm mang đến không gian trang nhã tinh tế. Riêng bản hatchback hướng đến phong cách trẻ trung và năng động nên có tông màu đỏ và đen. Phía trên trần xe Mazda 3 2020 còn có cửa sổ trời toàn cảnh giúp khoang cabin thoáng đãng hơn đa số các phiên bản Mazda 3 năm 2020. Đều được bọc da cao cấp, có độ đàn hồi tối ưu hơn bản tiền nhiệm. Về khoang lái, ngôn ngữ Kodo mới có thiết kế hướng về người lái. Do đó, khu vực bảng điều khiển có xu hướng tràn về vế bên trái, màn hình giải trí trung tâm được nâng cấp hơn đã góp phần mang đến cái nhìn công nghệ hơn cho khoang lái. Khu vực táp lô mới liền mạch hơn, không bị ngăn cản bởi những cửa gió điều hòa. Các thiết kế này giúp cho người dùng có cảm giác rộng rãi hơn dù kích thước vẫn được giữ nguyên. Vô lăng đa chức năng 3 chấu được bọc da, có được bổ sung thêm các đường viền kim loại góp phần tăng thêm vẻ sang trọng. Ngay phía sau là lẫy chuyển số mang đến trải nghiệm chân thật hơn. Ghế lái có thiết kế khá ôm cơ thể, đi kèm với chức năng chỉnh điện và bộ nhớ vị trí. Không gian của hai biến thể sedan và hatchback đều được cải thiện nhờ trục cơ sở kéo dài thêm 25mm đạt 2725mm. Hiển nhiên bản hatchback vẫn là biến thể có không gian để chân rộng rãi hơn, nhưng đổi lại không gian lại rất hạn chế. Dù chiều cao đã được hạ thấp nhưng trần xe vẫn khá thoáng, lưng ghế có độ ngả lưng tốt giúp khách hàng cảm thấy khá thoải mái khi đi xa. Khoang hành lý với phiên bản sedan và hatchback có dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn lần lượt là 450 và 650 lít. Người dùng có thể mở rộng thêm không gian bằng cách cập hàng ghế sau theo tỷ lệ 60-40. Về tiện nghi của nó được nâng cấp nhẹ, khả năng làm mát của Mazda 3 2020 không có sự nâng cấp so với các bản tiền nhiệm, vẫn là dàn điều hòa tự động hai vùng độc lập đi kèm với các cửa gió của hàng ghế sau.
Xét về hệ thống thông tin giải trí của Mazda 3 2020, nâng cấp đáng chú ý nhất là màn hình giải trí trung tâm được cải thiện thành 8,8 inch, bản cũ của nó là 7 inch. Trải nghiệm âm nhạc cũng có phần phấn khích hơn khi được bổ sung thêm 2 loa, nâng tổng số loa lên 8 loa. Ngoài ra xe còn có đầu DVD, kết nối AUX, USB, Bluetooth, khởi động bằng nút bấm. Động cơ của Mazda 3 vẫn sử dụng hai loại động cơ cũ gồm Skyactiv-Z 1.5 lít và Skyactiv-Z 2.0 lít. Hai cỗ máy trên có khả năng tạo ra công suất tối đa là 110 đến 153 mã lực, mô men xoắn cực đại là 146 đến 200. Toàn bộ sức mạnh được truyền xuống hệ thống dẫn động cầu trước qua hộp số tự động 6 cấp. Vận hành được cải thiện với hệ thống CGV Plus, mặc dù động cơ không có sự nâng cấp nào nhưng bù lại Mazda 3 2020 lại được bổ sung hệ thống kiểm soát giảm tốc nâng cao CGV Plus mới, qua đó quá trình vào cua, thoát cua diễn ra chính xác và an toàn hơn. Hệ thống treo trước vẫn là dạng Mark Pearson, trong khi treo sau được làm mới dạng thanh xoắn thay thế cho kiểu liên kết đa dạng. Sự thay đổi này hứa sẽ mang đến cho người dùng những trải nghiệm êm ái hơn, đi kèm là hai cỡ lốp 206/60R16, 215/45R18, an toàn hơn, thông minh hơn với gói ITVC. Bước sang thế hệ thứ 7, Mazda 3 2020 được thừa hưởng hệ thống an toàn từ đàn anh CX8 với những tính năng thông minh như cảnh báo chênh lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phanh thông minh, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, điều khiển hành trình bằng radar, Mazda Radar Cruise Control. Đặc biệt, Mazda 3 năm 2020 là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc sedan hạng C trang bị 7 túi khí cho tất cả các phiên bản. Có thể thấy, Mazda 3 mới được nâng cấp rất mạnh mẽ về mặt an toàn. Ngoài ra, xe còn có hàng loạt các tính năng an toàn khác như chống bó cứng phanh, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo chống trượt, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến và chạm trước chạm sau, màn hình hiển thị tốc độ HUD. Tuy là mức giá đề xuất có khá cao, dao động từ 719 triệu đến 939 triệu đồng, trong khi thế hệ cũ chỉ từ 669 triệu đến 758 triệu đồng. Do đó, mức giá mới có thể khiến nhiều khách hàng có cân đối và suy nghĩ. Nhưng em mong rằng mọi người đang có nhu cầu tìm hiểu về những dòng sản phẩm của Mazda này có thể đến các showroom đại lý của Mazda 3 để cùng trải nghiệm mắt nhìn, tay sờ, được cầm lái trực tiếp trên xe để có thể đưa ra cái quyết định đúng đắn nhất. Em xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Em xin chào.